Hoàng mê gái tên là Sanh Di, có người cỡ tên cậu là Hắc Cước, con trai của cậu Viên Đất có đầy chiến thích khét tiếng cũng không ít, quan trọng là có máu mà. Nhưng xuất thân của cậu là đầu bếp, không biết gia tộc của cậu ca ra sao, nhưng tính mê gái không thể nào chối bỏ. Nam Biên Cư Biên luôn khiến máu mũ cậu cậu phun trào. Yogo Linh Hiền với Luffy chưa lộ được hăng hế để cử mà hát trở thành mạnh nhất là không dễ. Thể lực của Yolo luôn tập luyện mỗi ngày cho cách của chưa ra bản hồi ấu của hồi đấy. Có một người thầy giỏi lại có đệ cử giỏi hỏi xong càng hồi chỉ là quá khứ thôi. Mục tiêu của cậu là kiếm sĩ mạnh thế giới. Phá cầm kiếm cậu phục phục càng nhiều, cậu hướng cậu quốc tế anh chi là hở đóng phiền quá khứ ai hồn cũng mãi lưu trì. Người thầy quỷ đại cho cậu biết bao nhiêu sáng chế, không ai có thể cho buông hắn cậu một con thuyền. Quyền kiến thức của chúng ta là vô giá, quan trọng ai xứng đáng được sở hữu. Quanh cơ xe huynh nơi cậu gọi là quê hương, người máy độc nhất với Luffy là chiến hữu. Nào bị hoa kêu cho mời đi sai hướng, dù sống thế nào cũng không phải quên quê hương. Ca chỉ có ai ông khiến người dân ta suy sụp, nhưng quên bên cạnh có Luffy diệt bao thế lực. Người mẹ đang kính trước bấy nhiêu năm cô yêu mến, đồng đạo dẫu hay có chuyện lung gầy bên, cô luôn kiếm kình để chụp lại hòn đảo dù máu có ghê thường này không quên. U sớt nói với cộng thêm cài hiền xạ, bù qua cắn lại cậu ca cũng giỏi mà. Khi cha của cậu là đồng đội của Sanh Cốc đỡ làm hải cặc cảm hứng cho cậu lên thì qua đi xa. Những nguyên đạn luôn bắt phát chúng, đội trưởng U sớt bắn chứng cần phát chúng. Thêm kính nhát ghê hơn có hai bằng, nhưng đồng đội cần cậu là cậu luôn có mặt. Cô Bin bị chi nã từ khi còn bé, cứ như chuyên gia khẩu khổ học giỏi trang mẹ được đầu ngôn ngữ ở trong lịch sử được cực hiếm, vì sẽ có những muốn sở hữu tạo ra vũ khí quỷ gì. Chất bơ nhỏ bé nghĩ là hú cưng có thể biến đấu trẻ hầu phát xem chừng ăn trái ác quỷ cần lọc biến thành người, lên cậu Luffy như bác sĩ hiền ngầm gút hát nhạc gốc với cơ thể tàn là xương. Đồng đội chính hết chỉ còn cái vô la bun lên cậu Luffy cùng giọng hát vô hô hô hô. Luffy mãi sống theo ngoài bão để khi sẽ có 10 đồng đội ai cũng tài giỏi bước lên kèm cơ hội bảo vệ người thân khỏi những kẻ mang gợn. Tập luyện bao nhiêu thì cho đủ, khi mà trong tay ai cũng có hai kỳ đánh cho kẻ thù bọn họ không kịp thủ. Có khi nào hành nguyên mới có thể là Jinbi? Kỷ nguyên rộng lớn hải cặc càng mạnh, hải quân cũng quậy càng ngày càng lớn. Kaido là gồng sức mạnh thì quá ớn, gia đại mới mở ra có thể xem ai xích sớm.